và đã đặt ra không ít những thách thức cho doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, đó cũng đồng thời là động lực để mỗi chúng ta phát triển. Đối với người lao động, sự thay đổi không ngừng của thế giới chính là cơ hội tuyệt vời cho những ai dám đương đầu với thách thức, được đào tạo và tự đào tạo, có tư duy học hỏi không ngừng, hoàn thiện những năng lực cá nhân đáp ứng tốt nhu cầu cho sự phát triển của doanh nghiệp, của tổ chức và xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình đào tạo MBA của trường đại học Anh Quốc liên kết với trường đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sẽ trang bị cho chúng tôi những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quý giá để phát triển năng lực cá nhân, áp dụng vào thực tiễn công việc, đóng góp những giá trị thực tế cho doanh nghiệp và tổ chức. Trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, thay mặt cho các anh chị học viên, chúng tôi xin hứa sẽ phát huy tinh thần của người Fenica, tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo, không ngừng học hỏi và rèn luyện, áp dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả công việc được ra, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của ban lãnh đạo và tổ và của nhà trường, qua đó phát huy được những giá trị cốt lõi, tinh thần tham học hỏi của con người Fenica. Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn trân trọng với ban lãnh